Anh Còi ơi, sao lâu nay em chưa thấy anh làm xây ra mà có hai chén 18% sức đánh anh Còi? Mày tưởng hai chén xây ra 18% sức đánh mà mày tưởng kiếm dễ à? Khó lắm chứ. Muốn làm là làm mà mày. Thì anh cố gắng làm để cho anh em xem nhé. Thôi được rồi, hôm nay tao làm. Ok mọi người, và mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay thì thằng em mình có đề nghị là anh Còi ơi, tại vì sao anh không cố gắng đầu tư hai set 18% sức đánh xây ra để làm clip cho anh em xem khi xây ra mang hai set 18% sức đánh thì sẽ như thế nào đây, server 2 nha anh em. Và quay trở lại với Akpok nha. 39 tỷ 9 rất tuyệt vời. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với lại một ác xây ra mang hai set 18% sức đánh. Còn để 91k thì chắc không bàn cãi gì nữa rồi và không giải thích gì thêm. Là gồm có là 4 món 18% và một cái găng thần 30% HP. Bên sư phụ thì mình sẽ mang đó là 3 món 18%, gồm có 4 món 18% luôn anh em ạ. Và một cái giày 15% sức đánh rất tuyệt vời, rất phiêu. Hai set mình cứ tính chung là hai set 18% nha anh em. Rất tuyệt vời. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với lại siêu phẩm POC 39 tỷ 9 của Kenzen Pro, nhưng mà là đồ của mình nhá. Nói cho nó oách, nói cho nó đúng chất nhá. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ đến với lại siêu phẩm CA POC nha. Mang hai set 1800 sức đánh đi quẩy nó anh em ơi. Rất tề lòi, một cảm giác quá đã. Và sức đánh của nó sẽ là bao nhiêu đây? Sẽ là 337k, không có bánh trung thu. 337k là con số mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Không có găng thần 1800 sức đánh nha anh em. Con số chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình đó chính là 337k anh em ạ. Rất phiêu, trời ơi, cái này mà biến khỉ lên nữa thì con cú mèo luôn chứ không phải là đùa nữa đâu. Chúng ta sẽ đến với lại viên 1 sao này. Mình sẽ quẩy ngọc rồng Namex anh em. Ui dồi ôi, chắc chỉ là một đá thường 1.4 triệu HP kìa. Quá đỉnh, quá chuyên nghiệp, quá phê lòi, quá kinh khủng luôn. Trời ơi, thanh niên Namex ngáo ngơ không dám hồi sinh dậy luôn. Dậy lùm ngọc rồng kìa em ơi, tỉnh dậy đi. Làm gì mà sao em ngủ kinh thế nhỉ? Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sẽ qua khu không và quẩy nát làng Mori hôm nay rồi, chắc chắn rồi. Và bây giờ mình sẽ biến khỉ thử coi là bao nhiêu sức đánh nha anh em. Từ từ đã, sắp đổi khu được rồi, hãng biến khỉ xong quẩy luôn cho nó tê lòi. Đây, được đây. Thế rằng những clip mà lạ lạ như xây ra lên đồ sức đánh hay là Namex lên đồ HP thường anh em ủng hộ khá là nhiều. Nên Còi, đó, gọi là Còi cũng cố gắng làm. Bây giờ sẽ là biến khỉ. Và bao nhiêu sức đánh đây? Umbala 370k sức đánh. Wow, 370k sức đánh là con số ta đang nhìn thấy trên màn hình. Oh my shit, God man. Trời ơi anh em ơi, 370k là 1 trưởng 2.9 triệu HP. Không nói nên lời, 1 trưởng 2.9 triệu HP. Trưởng thường thôi là 3.4 triệu HP là con số ta vừa nhìn thấy trên màn hình. Và bây giờ mình đang quẩy rất nhiệt tình đây. Và GP đây anh ta kêu VKM nhưng không, anh ta lên bảng rồi. Rất kinh, có choáng đến từ trái đất. Và hiện tại POC anh ta đang ôm đầu lại, ôm đầu khỉ lại. 300 lượng sức đánh là 370k sức đánh. Rất phiêu, rất tuyệt vời. Một cảm giác quá phê lòi. Và đây là thanh niên xây ra đã bật khiêng. Không được rồi, anh ta chạy qua vách núi Mori rồi. Rất nhanh, một thanh niên trái đất anh ta bật khiêng rồi. Nhưng mà không, nát khiêng 1.9 triệu HP. Đá thường 1.9 triệu HP. Rất tuyệt, non top anh ta lên bảng rồi. Rất tuyệt vời, quá phê. Và có hồi sinh đến từ Namex 2.8 HP. Và có bật khiêng nhưng mà không khiêng thì cũng nát mà thôi. Nát khiêng nhưng mà anh ta chưa lên bảng sát thủ máu, anh ta đã choáng mình lại rồi. Rất nhanh, rất tuyệt vời, có choáng đến từ thanh niên trái đất. Anh ta đánh không thấm, vô vị. Và có một thanh niên trái đất rất mạnh, anh ta đam một lần 70 mấy k. Rất trâu bò, rất tuyệt vời. Và hiện tại thì POC anh ta đang bị đam với lượng sức đánh là 370k. Thì không ai có thể ngăn cản POC quả. Và cú nổ đến từ xây ra POC. Anh ta có khiêng rồi, rất tuyệt vời. Và đã nát khiêng rồi anh em ơi. Rất phiêu. Bây giờ thì có ngọc rồng 1 sao và một cú trường. Có lên bảng không đây? Một cú đánh 390 mấy k. Nhưng mà không, anh ta lên bảng rồi. Rất nhanh và lẹ gọn luôn. Qua phê, có choáng đến từ thanh niên trái đất. Và lại ôm đầu nữa rồi. Rất tuyệt vời. 370k sức đánh rất tê lòi. Một cảm giác quá phê. Thanh niên xây ra 500k sức đánh, 500k HP mà tưởng bở với tao. Một gót, tất cả đều là một gót anh em ạ. Tất cả đều là một đá và chỉ còn vài HP nữa thôi. Nhưng mà cũng giết được tới 5 thằng. Đạp Penta Q về cho mình. Rất tuyệt vời. Một cảm giác quá vi diệu anh em ạ. Trời ơi, nó đã thì thôi chứ lâu lắm rồi chơi xây ra kiểu này. 337k sức đánh biến khỉ lên là 370k.
Rất tuyệt anh em ạ. Trời ơi sao mà sướng thế anh em nhỉ. Xây ra nào mà có hai set như thế này đi săn bư thì phải nói rằng tuyệt cú mèo luôn. Airtime Ember Rise ra anh ta có mặt và rớt đại rồi. Bình dô anh ta cũng lên bảng luôn rồi. Và viên ngọc rồng 5 sao lại dành cho Pop của server 2. Rất tuyệt, một cảm giác quá phê lời. Đúng là vẫn là đẳng cấp ngày nào anh coi ạ. Đúng là vẫn là đẳng cấp ngày nào. Hai set 1800 sức đánh rất mạnh mẽ. Với lượng sức đánh là 337k ở server 2 này cực kỳ hiếm. Cực kỳ hiếm. Và xây ra thì ở server 2 này cũng rất hiếm luôn. Rất ít thằng nó lên sức đánh, chủ yếu xây ra lên HP để săn bot. Nhưng mà hôm nay mình lại lên sức đánh cho anh em xem, để cho anh em thấy được rằng sức đánh nó mạnh cờ nào và trâu. Má bá đạo thật chứ. Rằng biết nói gì bây giờ. Một trường này anh em này, 2.4 triệu HP nhá. Một trường này 2.3 triệu HP. Rất tuyệt. Tiếp tục là một trường 1.3 triệu HP không crit anh em ạ. Rất đã luôn. Và đang tàn sát tất cả rồi. Có mặt rất nhiều thanh niên Namex. Chắc tới để hồi sinh nhưng mà không. Đánh thường hơn 700 anh em ạ. Cái này mà biến khỉ lên đánh thì phải nói rằng kinh hồn ra. Đánh thường toàn 600 mấy 700. Đó là chưa có nội tại nhá. Nội tại ạc này là nội tại vàng từ quái đấy. Chứ không thì rất là tê lòi. Rồng gai anh ta có mặt lại trói mình rồi. Chắc anh ta nhìn cái tỏ vẻ của anh ta hình như chỉ có vẻ là trói 3 hoặc trói 4. Theo như phân tích và áp dụng định lý Pythagore, cái khoảng cách từ rồng ga đến với lại Pock thông qua một con khỉ là một khoảng cách khá là ngắn. Đấy. Và nếu như mà tính về cái cự ly Namex kia thì anh ta lên bảng rồi. Rất tuyệt. Và sau khi thấy anh ta lên bảng thì hai thanh niên Namex chạy rất là nhanh. Và một thanh niên đen, đen anh ta, đen lót anh ta lên bảng rồi. Rất tuyệt và hồi sinh lại đi kia. Oh my god, anh ta hồi sinh lại rất tự tin nhưng mà chạy rất nhanh. Mình đang đứng ở vách núi Mori canh mà không sợ ai cả. Bây giờ mình sẽ xem thử coi. Khu 2 rất đông người. Liệu khu 2 sẽ có ai và có một cú tự sát đến từ Pock. Và cú lát chi anh ta đứng quá xa luôn. Và rất nhiều người lên bảng không? Rất nhiều người lên bảng và 3 sao lại rớt rồi. Bây giờ thì mình sẽ bảo kê luôn viên 3 sao anh em nhá. Rất tuyệt vời. Trời ơi, trưởng cú 3 triệu hơn 3 triệu. Đó là chưa có nội tại nhá. Cái này mà có nội tại phát nữa thì vỡ mồm con nhà người ta thật đi, chả đùa đâu. Ít khi đùa lắm anh em ạ. Ít khi đùa lắm. Vỡ hết rồi, vỡ mồm hết rồi, vỡ mộng hết rồi. Cỡ này mà quốc vương đứng ra solo mình khi mình đấm chết. Cù chi anh ta rất là trâu. Cù là chi anh ta rất trâu. Và Cibro cu te anh ta bật khiêng. Rất trâu bò. Hai thanh niên nam ấy hình như anh ta đang chơi chung thì phải. Rất kinh khủng. Đúng là rất là trâu luôn. Rất tuyệt. Không nát khiêng được rồi. Đúng là rất là trâu rồi. Mình gặp đối thủ rồi anh em ơi. Đối thủ nặng ký rồi. Bây giờ thì bắt buộc mình phải ăn không có giáp sên mới là có bổ huyết gì luôn. Và bây giờ thì hơi bị khó chịu rồi đây. Rất khó chịu. Rất khó chịu. Thanh niên Cibro Cute anh ta đam rất trâu. Phải nói rằng rất mạnh mẽ. Có những thanh niên mạnh mẽ như thế này mới là nguồn động lực cho mình chơi game đây. Rất tuyệt vời. Đánh không nát khiêng được. Nhưng mình không có khỉ và bây giờ thì đã chết rồi. Kuriu anh ta lên bảng. Và bây giờ người lượm ngọc rồng đã là Kulachi anh ta rất nhanh. Và cô Carlos anh ta đã lên ngọc rồng rồi. Kulachi như anh ta ôn hack thì phải, ôn warp vip thì phải. Rất nhanh luôn. Cái độ trở tay của anh ta rất tuyệt vời. Hiện tại Kulachi đang đứng sát người mình mà không dám lên ngọc rồng. Tại vì anh ta là một thanh niên Namex khá là trâu. Nhưng mà không sao, mình sẽ đổi cờ đen và chơi 1-1 với anh ta. Lại đây nào, thanh niên này. Lại đây, 1-1 với tao này. Đấy, thanh niên Kulachi anh ta rất nhanh gọn. Rất nhanh. Hình như anh ta ôn hack rất tuyệt vời. Đúng là rất nhanh. Xoay sở của anh ta rất tuyệt vời. Đấy, anh em thấy đấy, hồi sinh dậy đánh không được. Không được, lên bảng rồi, 1 hit 1 triệu HP. Kulachi anh ta lên bảng và anh ta lại về nhà rồi. Rất tuyệt vời. Úi dồi, thanh niên Kulachi phải ăn rất trâu. Nhưng mà không sao, mình sẽ đứng ở đây đón đầu Kulachi. Và chắc chắn là anh ta chuẩn bị qua, chuẩn bị cho một kỷ lục mới. Kulachi anh ta đang chuẩn bị qua rồi. Mình chắc chắn anh ta, Kulachi anh ta sẽ có mặt tại đây. Nhưng mà sẽ ăn cú trưởng của mình sau khi qua khu. Và anh ta sẽ lên bảng theo như tính toán là vậy. Tuy nhiên thanh niên Kulachi anh ta không thấy mặt của anh ta đâu cả. Hiện tại thì Pock đang đứng một mình với 3537k sức đánh. Oh my god, biến khỉ lên rồi. Kulachi anh ta có mặt. Nhưng mà không, lần giờ là trói lại rồi anh em ơi. Rất tuyệt vời, trói rất nhanh. Oh, rất phê. Trói đã kịp rồi, rất kinh điển luôn. Và hiện tại mình đã trói Kulachi lại. Và lần giờ sẽ là cú Kame thần thánh. Không biết Kulachi anh ta có nát khiêng không. Cú Kame thần thánh và 2.7 HP. Kulachi là người thua cuộc rồi anh em ạ. Rất tuyệt vời, Kulachi anh ta đã phải về nhà. Rất phê lòi. Đúng là một xây ra mát sức đánh như thế này tới 370k. Rất phiêu, rất đỉnh luôn. Rất tuyệt vời, một cảm giác quá là đã luôn anh em ạ. Biết nói gì cho vừa lòng nhau đây anh em. Rất tuyệt luôn. Biết nói gì cho nó phê lòi hơn đây.
Bây giờ thì hiện tại thì bây giờ Kulachi anh ta có mặt và lần giờ lại lên bảng một hit duy nhất, chỉ một hit duy nhất. Dạ vâng, đúng là một hit duy nhất. Kulachi anh ta lại về nhà, đúng là chỉ một hit duy nhất. Bất bại rồi, Thánh bất bại đấy anh em ơi. Một hit một không nói nhiều, đúng một hit duy nhất, không cần hit thứ hai. 370k sức đánh Conan anh ta có mặt, 3.2 HP một hit, rất tuyệt. Và bây giờ mình đang đứng đây canh mà không có ai chạy qua cả. Yesa anh ta lên bảng luôn. Không kịp nói nên lời với Kulachi như anh ta đã bỏ cuộc trước sức đánh quá hùng mạnh của Pop. Rất tuyệt vời, đang cảm giác quá tê. Và bây giờ khu không đã có mặt, Pop của anh ta đã quá khu không và Kulachi anh ta có mặt. Nhưng mà rất nhanh, quá đông người, mình không thể trở kịp tay được. Kulachi bây giờ, Kulachi vẫn là Kulachi mà thôi. Kulachi à, anh ta có mặt, anh ta đang cầm ngọc rồng. Nhưng mà không, một cú trưởng, 1.000.000 HP, trưởng thường 1.000.000 HP. Anh ta lên bảng. Và lần giờ Kulachi lại bỏ về nhà mà thôi, chắc chắn rồi. Bây giờ sẽ có cú nổ thần thánh đến từ thanh niên Pock. Một thanh niên xây ra cực kỳ đỉnh đây. Và cú nổ đến từ thanh niên xây ra Pock đây anh em ơi. Sau một cú nổ thì tất cả mọi người đều mất khiêng. Và chắc chắn rồi, lợi thế đang thuộc về mình. Tất cả mọi người đã mất khiêng. Và ốc tiêu 9x Bro anh ta có mát. Và 1.500.000 HP, anh ta lên bảng. Không kịp ngờ tới ốc tiêu 9x Bro là một thanh niên nam ích khá là trâu. Nhưng mà cũng chỉ một hit thôi, không ai có thể ngăn cản Pock cả. Delos anh ta lên bảng rồi. Một thanh niên xây ra con mẹ mày, 222k HP, nhưng mà lại lên bảng. Anh gà ngáo không được rồi. Anh gà ngáo có khiêng nhưng mà đã khiêng Kulachi anh ta rất thông minh, đến từ phía sau mình nhưng mà không. One hit anh em ạ, lại lên bảng, rất tuyệt vời, rất phê. Và Kulachi lại về nhà nữa rồi. Hình như clip này đang rất đã và mình không muốn ngừng clip lại anh em ạ. Toàn là đánh trường gì mấy triệu HP, quá đỉnh, quá phê lòi, quá sung sướng luôn. Đúng là một thanh niên, một ác xây ra phải rằng hàng ngàn người mơ ước anh em ạ. Rất tuyệt, quá phiêu. Ui dồi ôi, nay thì biết nói gì đấy anh em nhỉ. Rất tuyệt vời, một cảm giác quá phê, lâu lắm rồi mới chơi thế này. Chắc là mình sẽ làm thêm một clip về bên cái giải, leo cái giải bên siêu hạng. Thật, đã quá em ơi. Trời ơi, đã à, anh coi, phê nhỉ, anh PK phê không? Phê chứ sao không phê, mày 2 set 1800 sức đánh xây ra mà bảo không phê. Mày quá phê luôn, xem ta đánh nát khiêng nó này, thấy không, mày thấy không? Ừ, anh coi mạnh thật á, thấy không? Thằng em mình nó còn kêu mình mạnh nữa là, ôi em quá khen đi. Anh biết anh mạnh thôi. Và ốc 203 có mặt nhưng mà không, không kịp trở tay. Kulachi kìa anh em ơi. Kulachi anh ta vô tình đánh nhầm con rối nhưng mà không. Một hit 400k anh ta đang đủ lên bảng và mình đã hết cuồng nộ rồi. Rất tuyệt vời, một cảm giác quá phê lòi. Và thôi được rồi, chắc có lẽ là clip này mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Cảm ơn mọi người một lần nữa đã xem clip của mình. Ok mọi người, và cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Một xây ra quá trâu, biến khỉ 370k sức đánh rất tuyệt vời, rất sung, rất phê. Thôi được rồi, bye anh em, chúc anh em chơi game vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc. Đây là cú nổ dành tặng cho mọi người, dành tặng cho tất cả anh em sau khi đổi một khu, đó là khu không. Và đây là cú nổ thần thánh dành tặng cho tất cả mọi người ở khu không này anh em ơi. Ai bật khiêng thì sống, không bật khiêng thì chết. Tất cả mọi người dành một cú pentakill về cho Pock. Và clip dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của mình. Bye anh em.